Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong các hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Gần trên, chúng ta bước vào mùa chay thánh, gọi là mùa chay thánh, tức là cái mùa ăn chay để nên thánh. Nên thánh đơn giản thưa anh chị em là trở về với Chúa. Trở về với Chúa trước hết là những người mang nặng tội lỗi, họ đi xa Chúa quá rồi, bây giờ trở về với Chúa. Và ngay cả những người vẫn đàng hoàng đi lễ rước lễ hằng ngày cũng phải trở về với Chúa. Bởi vì thật ra đó, chúng ta tưởng rằng mình đã đàng hoàng, nhưng mà trước mặt Chúa chưa đàng hoàng như chúng ta nghĩ. Chẳng hạn, rõ ràng tôi muốn nói với những người tốt lành đó, anh xem đã yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn chưa? Đó, chúng ta phải trở về với Chúa như vậy. Trên mùa chay thánh là kêu gọi tất cả mọi người, xin lỗi cả Đức Thánh Cha, giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ, lớn bé, già trẻ, đều phải trở về. Vì một cách nào đó, chúng ta chưa hoàn toàn sống đẹp lòng Chúa như Chúa muốn đâu. Nếu có sống đẹp là theo như ý mình thôi, như tiêu chuẩn của mình, cái đó không đúng. Phải là như tiêu chuẩn của tin mừng, như Chúa muốn. Và vì thế hôm nay đầu mùa chay thánh, Hội Thánh đề nghị chúng ta ba cái việc làm đạo đức. Người ta làm những việc làm đạo đức cầu truyền, cầu nguyện, bố thí, ăn chay. Cổ vũ chúng ta cầu nguyện, bố thí, ăn chay để làm gì? Thứ nhất, để làm tốt cái tương quan của chúng ta
làm tốt tương quan với Chúa trong việc cầu nguyện, làm tốt tương quan với người khác trong việc sống bác ái, và làm tốt tương quan với chính mình bằng việc chay tịnh. Nhưng mà không phải cứ làm những cái đó là đạt tới sự thánh thiện, là đúng ý Chúa. Tin mừng hôm nay nói rất rõ, đó là những việc đạo đức. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều người làm cho ra bề ngoài thôi, để mọi người biết thôi, tức là không làm vì Chúa, nên không được Chúa chấp nhận, dù là đi lễ, rước lễ, đọc kinh, dù là bác ái giúp người khác, dù là khổ hạnh chăng nữa, mà không làm vì Chúa thì không được Chúa chấp nhận, và không nên thánh, không trở về với Chúa. Cái điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để làm vì Chúa và làm cho Chúa thì mới gọi là trở về với Chúa. Thí dụ cụ thể, chút nữa đây có cái vấn đề lãnh cho. Dường như tôi có cảm tưởng rằng đối với giáo dân Việt Nam, cái lễ cho với cái việc lãnh cho nó quan trọng lắm. Nhưng thật ra nó không quan trọng như anh xem tưởng đâu. Lễ cho không phải là lễ trọng, không phải là lễ buộc. Việc sức cho có sức hay sức cũng không ăn thua gì hết. Tôi nói nó rõ ràng như vậy, anh xem nghe rõ. Bây giờ tôi nói vậy, ngay cái việc rước lễ đó, nó đáng giá hơn 100.000 lần việc sức cho. Nhưng mà anh xem đi rước lễ có được thay đổi, có được nên thánh không? Thì nếu mà rước lễ mà như vậy rồi thì sức cho có ăn thua gì? Cái việc sức cho chỉ là cái bề ngoài thôi. Nhưng mà cái ơn ích, cái bắt đầu mà chúng ta được đó là một sự quyết tâm thay đổi đời sống. Nói đơn giản chúng tôi gọi là ăn năn hối cải đó. Bây giờ tôi, nếu anh xem có lên sức cho mà không có cái lòng ăn năn hối cải đó thì vô ích và vô nghĩa luôn, cho chẳng có làm nên cái chuyện gì cả. Có nhiều người thì vì tin cho nên đưa cả những đứa bé lên để cho lãnh cho, vô nghĩa lắm, vô ích, không tự cái cho nó không có ban ơn gì hết á. Anh xem nghe rõ, nó ban ơn hay không là do chúng ta đã có lòng quyết tâm thay đổi, quyết tâm ăn năn hối cải. Anh chân nhớ cái chuyện đó, chút nữa sức cho, nếu không thì cũng vô ích thôi. Tôi xin lỗi, bằng chứng cụ thể rằng bao nhiêu lần sức cho trước đây rồi, có ảnh hưởng gì tới anh chân không? Nhìn kỹ lại đi. Nên sức cho nó không phải cái phù phép, tức là cái nghi thức bề ngoài, nhưng mà nó chỉ xin ơn ích tùy theo lòng hối cải ăn năn thật tình của mỗi người chúng ta. Và lòng hối cải đó nó khởi đầu từ hôm nay, nó sẽ kéo dài trong suốt mùa chay thánh. Mùa chay thánh để không ngừng ăn năn hối cải, trở về với Chúa để nên thánh. Có không? Anh chân nhìn lại có không? Nay bắt đầu thì thấy đông đảo sốt sắng lắm, nhưng mà xong lễ cho rồi còn cái gì nữa không? Đó, vấn đề nó ở chỗ đó thưa anh chị em. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta không phải là một hành vi này hành vi kia, một việc làm này việc làm khác trở về với Chúa, là một hành trình trở về với Chúa. Hành trình đó được giáo hội ấn định trong vòng 40 ngày. 40 ngày chay tịnh là 40 ngày, là để chúng ta quyết tâm sống cho Chúa, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, hướng về Chúa. Thế thì ba cái việc cầu nguyện, chay, cầu nguyện, bác ái, chay tịnh hôm nay đó, tin mừng nói cho chúng ta biết, ngay những cái việc đạo đức như vậy đó, chúng ta có thể làm không đẹp lòng Chúa,
không được Chúa chấp nhận, vì chỉ có bề ngoài mà thôi. Tôi cho rằng chút nữa nhiều người lên sức cho cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Nhiều lần trước đây cũng phải đó, hôm nay tôi muốn nhắc nhở, Mayra thì được nhiều hơn người sức, chứ tôi không tin là 100% những người lên sức cho đều có một ý thức quyết tâm. Anh em nghe tôi nói đó. Cho nên cái vấn đề không phải là về phía Thiên Chúa mà về phía con người, cái lòng thành chúng ta có thật sự không. Nếu không đó, nếu không quyết tâm trở về với Chúa đó, thì việc sức cho trở thành giả hình, đạo đức giả. Mà tiếc rằng có một số người vẫn đạo đức giả như vậy, họ tưởng rằng ấy, mà không, Thiên Chúa không chấp nhận. Cho nên mùa chay thánh trở về, chúng ta để ý tới ba cái việc đạo đức đó: cầu nguyện, bác ái và chay tịnh. Tất cả là vì Chúa, cho Chúa. Chỉ mình Chúa biết, biết lòng của tôi. Tôi nói thêm, bây giờ tôi đi lễ, sức cho, rước lễ cũng như mọi người thôi, tất cả mọi người như nhau. Nhưng mà cái đó đâu đã đủ, cái bên ngoài đâu đâu đã đủ, dù là tôi nghiêm trang đàng hoàng đủ. Tôi sẽ tự hỏi rằng tại sao tôi đi lễ, tại sao tôi lên sức cho, tại sao tôi rước lễ. Thưa, vì Chúa, vì yêu mến Chúa, thì lúc đó cái việc đạo đức đó mới đẹp lòng Chúa, đúng ý Chúa và giúp chúng ta nên thánh. Việc bác ái cũng vậy, tức là không làm khoe trương, phô trương, không làm để cho ai biết cả, âm thầm cầu nguyện cho người này, giúp đỡ người kia, chịu đựng, tha thứ, vì Chúa. Vì Chúa thì Chúa chấp nhận, thì có nhiều người cũng sẵn sàng chịu đựng mà thôi, chịu cho nó qua đi, thì cũng không có gì trước mặt Chúa hết, không có gì tốt lành trước mặt Chúa cả. Vì Chúa tôi chịu đựng cái này, vì Chúa tôi tha thứ cái này, thì lúc đó mới được Chúa chấp nhận, mà mới lúc đó chúng ta mới nên thánh. Còn bản thân chúng ta đó, tôi xin lỗi anh chị em đó, gọi là mùa chay. Nhưng mà đối với rất nhiều người, họ chỉ coi cái trực ăn chay là hôm nay thứ tư lễ cho này, rồi mai mốt là thứ sáu tuần thánh nữa, là coi như xong vấn đề ăn chay rồi. Xong rồi đó. Tại sao lại gọi là mùa chay? Tức là tất cả 40 ngày đó, chúng ta sống tinh thần chay tịnh, chứ không phải chỉ có thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Không phải là căn cứ vào cái việc ăn chay mà đã xong. Tôi nói là tinh thần chay tịnh mà đầu lễ đó, có cái lời nguyện nói: xin cho chúng con sống những ngày khắc khổ ấy. Chúng con bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Tức là cái tinh thần chay tịnh có nghĩa là cái cố gắng vươn lên làm chủ bản thân của mình, làm chủ đôi mắt của mình, làm chủ miệng lưỡi của mình, làm chủ ý nghĩ của mình, làm chủ các tương quan của mình, làm chủ để sống theo ý Chúa, theo lý trí, chứ không theo ham muốn tự nhiên, xác thịt tự nhiên, không làm theo tính tự nhiên của tôi, làm theo ý Chúa. Anh em thấy chuyện đó không dễ dàng gì. Không dễ dàng gì, một lần chưa xong đâu, cho nên Hội Thánh mới mời gọi chúng ta sống cái tinh thần làm chủ chay tịnh đó suốt 40 ngày. Nhờ đó, qua 40 ngày đó chúng ta có một cái thói quen làm chủ tốt rồi, lúc đó chúng ta tiến tới nữa trong đường nên thánh. Vì thế thưa anh chị em, cần trở về những điều cốt yếu như Chúa muốn. Điều cốt yếu trước hết là làm mọi việc đạo đức, sống cuộc sống này chỉ vì Chúa, chứ không vì người ta, không vì mình, không để kiếm lợi, không để được tôn vinh thế này thế kia, chỉ vì Chúa mà thôi. Thứ hai
làm bằng cả tấm lòng của mình, chứ không chỉ có bề ngoài. Phải bằng lòng của mình. Cái việc tôi đi lễ, rước lễ, đọc kinh, sức cho, nó là cái gì? Nó có giá trị vì từ bên trong tôi quyết tâm muốn sống cho Chúa, muốn thuộc về Chúa, cho nên tôi mới tỏ lộ ra bên ngoài những chuyện đó. Cái hình thức bên ngoài, lời kinh tiếng hát, mà nó không phát xuất từ bên trong thì vô nghĩa và vô ích. Đó, mùa chay thưa anh chị em, chúng ta nhìn lại tất cả đời sống của chúng ta, đặc biệt việc đạo đức, nhìn xem từ trước đến nay tôi làm theo thói quen, làm theo chiếu lệ hay là bề ngoài đàng hoàng, nhưng mà thực sự trước mặt Chúa là rỗng tích, không có gì hết. Mùa chay để trở về với Chúa, trở về với anh em và trở về với chính bản thân của mình, cần phải có ơn Chúa. Ơn Chúa thì sẵn sàng rồi, thưa anh chị em, không xin Chúa cũng ban. Một khi chúng ta bắt đầu cố gắng, tôi bắt đầu cố gắng là ơn Chúa lập tức đến với tôi. Tôi bắt đầu mà vươn tới thì lập tức có ơn Chúa hỗ trợ tôi. Vấn đề là tôi có muốn sống thánh trong mùa chay này không? Tôi có muốn trở về với Chúa trong suốt 40 ngày này không? Tôi có thực sự bước vào mùa tập luyện chiến đấu để sống những ngày khắc khổ này không? Mỗi người hãy tự trả lời cho chính mình, rồi chúng ta sẽ thấy rằng mùa chay năm nay nó sẽ có một ý nghĩa đặc biệt đối với chính mình.